Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn cắm hoa của Hoa Tươi Tường An. Video mới được đăng vào lúc 10 giờ rưỡi thứ tư hàng tuần và 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Hoa Tươi Tường An. Các bạn nhớ nha, 10 giờ rưỡi thứ tư hàng tuần và 19 giờ thứ bảy hàng tuần. Các bạn chỉ việc vào kênh YouTube và tìm kiếm từ khóa Hoa Tươi Tường An để xem những video mới nhất. Chúc các bạn tìm được nhiều kiến thức bổ ích khi xem video. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn tới với chương trình hướng dẫn cắm hoa. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tự tay bó một bó hoa sáp tặng cho người yêu, rất là đơn giản và cũng rất là nhanh chóng. Hoa sáp này các bạn có thể mua ở ngoài chợ, chợ hoa Hồ Thị Kỷ các bạn ha, hoặc là các bạn có thể ghé ra đường cư xá Đại Quang Minh để mua các bạn ha, cửa hàng phụ liệu Quyền Phát. Thì hoa sáp này nó cũng rất là rẻ thôi. Rồi bây giờ quay lại, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắm. Các bạn sẽ sử dụng xiên que để xiên vào cái phần gốc của cái cuốn hoa hồng. Các bạn chuẩn bị cho mình một cục xốp khô. Cục xốp này các bạn có thể mua ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ ha. Tiếp theo, từ phần mặt xốp này các bạn dựng đứng lên cho mình nha. Từ phần mặt xốp các bạn sẽ cắm lên cho mình khoảng 20 cm, nó tầm khoảng cỡ này đây các bạn ha. Rồi lấy một cây làm chuẩn, sau đó các bạn sẽ cắm những cái cành hoa tiếp theo vào, xoay tròn xung quanh của cái hoa chính. Rất là đơn giản các bạn ơi. Một bó hoa như thế này các bạn chỉ mất khoảng 10 cho tới 15 phút để làm, để tặng cho người yêu thôi. Đây, các bạn sẽ cắm một hoa chính, sau đó chúng ta sẽ cắm những cái hoa tiếp theo vào, xoay tròn xung quanh cái hoa chính đó các bạn ha. Tương tự cho những lớp hoa tiếp theo. Bạn nào mà chưa có nghĩ ra được là sẽ làm gì tặng cho người yêu mà nó vừa dễ vừa kinh tế thì các bạn có thể làm một cái bó hoa sáp này để tặng ha, thì nó sẽ lưu lại được rất là lâu. Thì thật ra cái hoa sáp này á, ngoài cái việc là các bạn cắm xốp khô thì nó còn có một cái loại xốp chuyên dụng để cho các bạn cắm hoa sáp. Nhưng mà cái đó dành cho những cái bạn nào chuyên nghiệp. Còn cái cách này á, thì nó sẽ nhanh hơn cho các bạn. Mình không chuyên thì mình sẽ sử dụng cái cách không chuyên tí đó. Các bạn sẽ sử dụng xiên que chúng ta cắm. Đây, vậy là mình đã vừa đi được tới xong cái lớp hoa thứ hai. Sau khi các bạn cắm xong, các bạn sẽ nghiêng cái bó hoa xuống như thế này và để cho cái mặt bằng của chúng ta nó đều với nhau. Tiếp theo mình sẽ đi cái lớp hoa thứ ba. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Các bạn có thể cắm một cái bó hoa như thế này cực kỳ nhanh luôn. Nếu như mà các bạn chuyên thì các bạn sẽ sử dụng cái cốt. Cái cốt đó nó là bằng xốp. Và cái hoa hồng này các bạn phải đi mua thêm kẽm. Nó rất là cầu kỳ các bạn ha. Vậy thì bây giờ mình chỉ các bạn cái cách này. Các bạn làm nó rất là nhanh. Thật ra thì đôi lúc không phải là vì chúng ta tiết kiệm tiền mà chúng ta tự chúng ta làm, mà là các bạn sẽ tự tay làm để cho cái món quà nó trở nên ý nghĩa hơn. Và cái bạn gái của các bạn hoặc là những cái người thân, những người mà nhận được bó hoa thì cũng cảm nhận được cái tấm chân tình nằm ở trong đó. Còn những cái hoa phụ á, tí nữa khi mà mình thêm vào á, thì các bạn có thể sử dụng hoa phụ là hoa giả, hoặc là các bạn có thể mua một ít hoa baby, các bạn cắm kèm vào cũng được các bạn ha. Chúng ta sẽ có hoa thật và hoa giả nó đang xen với nhau. Vậy là mình đã vừa hoàn thiện xong cái phần bó hoa của mình rồi. Tiếp theo là mình sẽ cho những cái hoa phụ vào. Đây, cái hoa phụ này mình cũng sử dụng là hoa giả luôn các bạn. Những cái nào ngắn thì mình sẽ câu cho nó dài ra. Đây. Mình sẽ sử dụng thuần màu đỏ luôn để cho nó sang.
Rồi, vậy là mình đã vừa hoàn thiện xong cái phần bó hoa rồi. Rất là đơn giản các bạn ha. Tiếp theo mình sẽ vào phần đi giấy. Ở đây mình đã gấp sẵn vài cái tờ giấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gấp giấy. Thì với cách gấp giấy này các bạn có thể áp dụng cho cái bó hoa tươi, chứ không phải là nó chỉ dùng cho cái bó hoa sáp không các bạn ha. Đây là củ giấy vuông 60-60. Thì khi chúng ta lấy ra khỏi sáp, nó sẽ nằm như thế này. Và các bạn sẽ giữ nguyên cái thế này của nó. Sau đó các bạn sẽ dùng cái phần tay cái, ngón tay cái nè, và bốn cái phần ngón tay ở phía dưới để bợ cái phần giấy ở phía dưới. Ngón tay cái chúng ta để ở trên. Sau đó các bạn xoay cái phần ngón tay cái, các bạn xoay nó ra như thế này. Cảm nhận được phần này và phần này nó đồng đều với nhau. Mình bỏ cái phần sắp giấy kia ra cho các bạn dễ xem ha. Mình làm lại. Đây, khi chúng ta lấy ra khỏi sắp nó sẽ như thế này. Các bạn chú ý cái ngón tay cái của mình nè. Mình sẽ xoay nhẹ nó như thế này. Cảm nhận cái góc này và góc này nó đều với nhau. Sau đó chúng ta giữ nguyên cái miếng này giống thẳng xuống. Và các bạn gấp nó qua như thế này. Rất là đơn giản các bạn ha. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 4 cho tới 6 tờ. Các bạn để riêng ra. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng một tờ để mình bọc cái phần gốc của nó này lại, của bó hoa lại. Các bạn bọc gốc lại. Bạn nào không quen sử dụng cái phần băng keo thì các bạn có thể sử dụng cái phần dây thun để các bạn làm ha. Rồi vậy là mình đã vừa bọc cái phần gốc lại để cho người ta không thấy nó là cái cục xốp ha. Rồi sau khi mà các bạn bó xong á, các bạn cảm nhận được cái bó hoa của mình nó không có đồng đều, tại vì các bạn tay ngang mà. Thì các bạn sẽ dùng cái phần tay của mình nè, các bạn đặt lên trên cái mặt hoa, sau đó mình dùng tay mình nhấn đều để cảm giác là cái bó hoa của mình nó đang mo xuống các bạn ha. Chỗ nào cao thì các bạn dùng tay các bạn nhấn nhẹ xuống, đè cái bó hoa nó như thế này. Chúng ta dùng cái sự cảm nhận trên cái lòng bàn tay để cảm nhận là cái bó hoa của chúng ta có đều hay không. Cái phần nào mà nó nhô lên thì các bạn sẽ dùng cái phần tay chúng ta ấn nhẹ nó xuống để cho cảm giác nó đồng đều. Đó, giống như cái cách mình đang làm nè. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta dùng cảm nhận của cái phần lòng bàn tay của chúng ta các bạn ha. Rồi sau khi mà chúng ta đã nhấn đồng đều rồi, lỡ như có cái hoa nào nó thấp thì các bạn sẽ lại cầm cái hoa chúng ta kéo lên. Rất là đơn giản đúng không? Nó không có giống như hoa tươi. Hoa tươi là các bạn cắm đâu thì nó phải dính đó. Còn hoa sáp thì nó sẽ dễ hơn, đơn giản hơn rất là nhiều. Rồi quay lại. Tiếp theo, những cái phần giấy mà lúc đầu mình đã làm rồi á, mình đã gấp sẵn rồi, bây giờ mình chỉ việc đặt xuống. Các bạn chú ý ha, cái phần mặt hoa nè nó gần sát cái phần mép giấy. Nó cần nằm khoảng nhiêu đây, các bạn chừa ra cho mình khoảng 10 cm. Các bạn túm từ phía dưới, các bạn túm lên. Các bạn có thể bóp cái phần này nè, bóp cái phần băng keo chỗ này nè. Bóp cho nó hơi nhỏ lại cho các bạn dễ cầm, các bạn dễ nắm ha. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng thêm một tờ đối diện với lại cái tờ mà mình đã vừa mới vào. Nó như thế này. Chúng ta cũng chừa một cái chiều dài là khoảng 10 cm. Chúng ta để từ phía dưới ha. Các bạn để tờ giấy ở phía dưới, sau đó đặt cái bó hoa lên. Và chúng ta sẽ tém cái phần giấy này từ dưới, chúng ta tém lên. Rồi tương tự cho cái hai cái góc còn lại. Đây các bạn sẽ để nè, tờ giấy này sẽ đối xứng với tờ giấy này, tờ này đối xứng tờ này. Tiếp theo tờ này sẽ nằm ở giữa của hai tờ này các bạn ha.
Có rất là nhiều bạn liên hệ với mình để học về cái phần hoa sáp. Thật ra cái hoa sáp nó dễ làm lắm mấy bạn ơi. Mấy bạn có thể ở nhà mình xem qua các cái clip hoa tươi á, về cái cách thức bó giấy. Còn về phần cắm hoa thì nó cực kỳ đơn giản luôn. Đó, nó không có giống như hoa tươi. Hoa tươi thì các bạn phải tốn rất nhiều thời gian để học, để trau dồi cho nó giỏi, bó cho nó đẹp, cho nó chuyên nghiệp. Còn về cái phần hoa sáp này á, các bạn chỉ cần xem qua một cho tới hai lần thôi thì mình sẽ làm các cái clip để cho các bạn xem, các bạn không có phải tốn thời gian đi lại để các bạn học. Rồi. Giả sử như cái phần giấy của chúng ta, nếu như có cái phần nào nó không đồng đều thì các bạn sẽ bổ sung giấy vào thêm ha. Thật ra như thế này cũng là tương đối ổn rồi đó các bạn. Rồi. Các bạn sẽ dùng một cái tờ để chúng ta choàng hết lên như thế này để kết thúc cái phần giấy của cái bó hoa. Hoặc các bạn có thể dùng cái phần giấy của chúng ta đó. Đây, cái phần giấy này các bạn túm ngược lại. Các bạn làm như thế này để chúng ta đi thêm một lớp vào nữa. Tùy thuộc vào các bạn ha. Các bạn có thể đi một lớp, hai lớp, ba lớp giấy thì tùy. Ở đây mình làm nó đơn giản thôi, thì mình sẽ sử dụng cái phần giấy này để mình bọc lại một lần nữa. Tại sao mình lại tốn tới hai lần bọc? Lúc đầu mình không để cho nó xong xuôi cái bó hoa luôn rồi mình bọc, thì mình sẽ giải thích với các bạn như thế này. Cái lớp giấy đầu tiên sở dĩ mình bọc á, là để khi mình bóp cái cục xốp thì cái cục xốp của mình nó không bị vỡ ra. Tại vì nó đã được quấn băng keo và đã có một cái lớp bọc ni lông rồi, thì ngay cái chỗ mà mình bóp á, mình không có sợ nó bị gãy. Còn nếu như mà các bạn không sử dụng cái lớp giấy đó đó thì các bạn bóp mạnh quá sợ nó gãy các bạn ha. Còn bạn nào mà muốn làm xong xuôi rồi các bạn bọc lại một lần cũng vẫn được, không có vấn đề gì cả. Thì các bạn đừng có thao tác mạnh quá vào cái phần cổ ngay đây là được. Rồi các bạn có thể kéo cái phần giấy qua lại để cân chỉnh các cái góc của nó để cho nó đồng đều, nó hài hòa các bạn ha. Tiếp theo mình sẽ sử dụng một đoạn dây nơ để làm nơ cho cái bó hoa. Vậy là mình đã vừa hoàn thiện xong cái phần bó hoa của mình rồi. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Chỉ cần các bạn bỏ ra 10 cho tới 15 phút thì các bạn đã có được một bó hoa rất là đẹp để tặng cho bạn gái, vô cùng ý nghĩa. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.